khí xuân vẫn còn tràn ngập khắp muôn nơi. Tập hôm nay của cười xuyên Việt Tiểu Lâm Hội với chủ đề anh em sẽ góp thêm tiếng cười rộn rã nhưng cũng thật ý nghĩa. Tình đồng đội quả cảm của năm anh em trên một chiếc xe tăng. Tình anh em bằng hữu trước trận chiến của lòng tham con người. Hay tình máu mủ ruột thịt anh chắp cánh cho giấc mơ em. Nhóm nào sẽ chiến thắng và nhóm nào sẽ phải dừng lại trong tập thi loại quyết định hôm nay? Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long cùng công ty truyền thông Hàn phối hợp sản xuất, cùng những gương mặt ban bình luận, các nghệ sĩ Nam Thư, Dương Lâm, Gia Bảo và Puka, cùng giám khảo nghệ sĩ Kiều Anh và sự xuất hiện của nghệ sĩ hài Thúy Nga. Còn bây giờ hãy đến với phòng truyền thông cùng MC xinh đẹp Khả Như. Ơi, cái này là một cái concept mà Khả Như cố ý để ngày Tết, ngày bữa nay mới mùng 8 Tết mình còn đẹp ha. Gia đình mình vô dọn không còn một cái tà nào của tôi luôn, thôi được rồi, ok để tôi gọn lại nè. Chào các chiến sĩ thầm lặng, những gương mặt này là sao mà thầm lặng nổi? Thầm lặng là đó. Đúng rồi, mùng 8 thì người ta nói là mùng tài lộc. Mà kỳ tài, tài là gì? Là tiền, kỳ là kỳ diệu. Những thứ mà tươi đẹp nhất sẽ đến cho quý vị khán giả. Hôm nay được gọi là một cái vòng khá là sinh tử đối với các đội. Thì không biết là cảm xúc của anh như thế nào anh đời? Thì anh xác định đây là trận chung kết. Mình cứ diễn hết lực đi, nếu mà mình có thua, có bị loại nữa thì mình cũng đã hết khả năng của mình rồi. Dạ. Quan trọng là mình mang đến cho khán giả những tiếng cười và bên trong đó nó là ý nghĩa gì? Rất là hồi hộp. Ủa nhưng mà nhóm này em thấy hình như thiếu. Ai? Em đây, là em. Trời ơi, mừng quá. Năm mới lập chúc cho mọi người được bình yên trong cuộc đời, đường đời của mọi người hạnh phúc như lắm tình mơ. Đây đây đây, không. Lâm. Dạ. Chị tưởng bữa nay em nghĩ chứ. Sao chị, trời ơi, sao mà nghĩ được em? Trời ơi, em là ta nói là quạt náo trong đội. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nhóm kỳ tài. Kỳ tài quyết thắng diễn hài. Tất cả chú ý, đội hình hình tiên rõ xung quanh cạnh dưới đình không đó. Mục tiêu 1200m, sẵn sàng quang. Xe tôi bị hư ạ. Dạ, đề nghị mấy anh cho tổ thực xuống giùm em ạ. Dạ, nhanh ạ. Dạ, thôi, 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 khỏi, khỏi kỹ thuật. Tôi làm được, không sao đâu. Dạ, dạ, khỏi anh. Dạ, tụi em có người sửa rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ. Cần phụ gì không nhân? Đưa mọi lết. Có lết. Xong. Xong rồi hả? Dạ. Trời ơi, hay quá nhân ơi, trời ơi. Thiệt. Anh không ngờ là em biết sửa xe tăng luôn đó. Ai nói ông tôi sửa xe tăng? Chứ sửa gì? Sửa đôi dép. Gì vậy? Dạ, 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 alo. Dạ, em đang nỉ mấy anh á anh. Mấy anh xuống giùm em đi mấy anh. Dạ, dạ, em đang nỉ á. Alo, alo, alo. Mất sống luôn rồi nè. Vui lòng vui dạ mày chưa? Gì vậy? Mày lúc nào cũng làm lố, làm lố, làm lố. Trời ơi, lố vậy? Trời, trời, sáng giờ rõ mỏ. Sửa dép, tưởng sửa xe tăng. Xích xe tăng chứ phải xích xe đạp, muốn gắn gắn không nổi. Thôi thôi thôi, không có gì, thiệt của mày. Mày đừng có tập trổ thôi, làm lố thôi. Không được cái gì trơn á, được cái miệng. Anh thề với mày từ đây về sau á, anh không bao giờ nhờ giả mày bất cứ chuyện gì trơn trọi á. Rảnh không?
đang rảnh sử dụng dép rồi đứt quá. Trời ơi. Không, hết rảnh rồi. Sửa giùm đây, đứt quá. Anh em mới đã bắt tôi ra sửa hả? Kỳ quá anh không. Em mà. Tôi vô đạo hầm. Nhà ơn. Không. Anh em không mà nhá. Sáng nay em đi chợ tôm tìm mua một vuông vai trắng đem về theo chiếc khăn tay, chí hồng thêm một chàng trai, chí vàng thêm một cành mai, cùng đôi chim én lượng bay trên trời. Chim én ơi, con bay đi con. Thiêu lộn hai con vịt rồi. Cái thằng Lâm. Vậy? Trời ơi, mày giết tao rồi, Lâm ơi, tao chết rồi. Ôi trời, trời, kiểu này tao chết rồi. Sao chết? Cái khăn thiêu của ta. Trời ơi, ba ơi, cơm là cơm thiêu, cái khăn gì khăn thiêu ba. Thiêu cái đầu mày á. Trời ơi, cái khăn thiêu bờ thơ của ta đang này nè. Cái gì? Ở trong là bài thơ hả? Ừ. Trời đất ơi, tưởng bản cũ chương không chớ. Cũ chương cái đào mi. Lỡ rút ra rồi, rút cái chỉ đó ra thiêu hai con vịt rồi. Cái bữa thơ này là bọn gớ ta thiêu tặng cho ta đây nè. Mà từ mới rút ra mới thiêu hai con vịt, từ làm rang mới đành cho ta đi. Biết rồi, để tôi đền cho yên tâm đi. Tôi qua tay đầy tay nè, bây giờ đọc cái bài thơ đi. Cái tôi ghi lại, cái khuya khuya tôi rảnh tôi thiêu lại cho. Mày thề là mày thiêu mày trả cho ta đi. Thề. Rồi mày ghi đi, ta đọc bài đây. Thơ. Ừ. Ố anh rách dưa. Áo nó bị ố nè. Mình khùng quá mày. Ố là ố là ố là áo nè. À cái áo nó bị ố rồi. Ố áo nói chung là một từ đó. Rồi áo rồi đó, chết dây. Quần anh có hơi miếng gió. Quần có hai cộng giá nè. Miếng giá nó đỡ tốn nè. Cái thằng mất dịch. Gió là miếng gió đáp cho đăng cái quần, cái không phải là gió mới ăn phở, mày hiểu không? Rồi miếng giá, rồi miếng vá. Miệng cười bút gió mà chân không dài. Miệng cười bút giá, chân không dài. Chân không dài là chân ngắn, rồi vẽ chân ngắn cho nó ngắn. Rồi. Không già có nghĩa là cái già mon vô trăng chân đi nè, ông nội nè. Là nó dài đó hả? Đúng rồi. Mệt ghê đó, bực mình chết rồi. Tiếp. Thương nhau ta nấm lấy bòn ta. Thương nhau tay nấm. Ông nội ơi, nấm là nấm ta nè, ta này với ta này nấm nè. Rồi nấm, nấm. Nấm bàn tay. Quỷ thiệt tình đó. Tiếp. Em ơi, cái thằng quỷ này ăn chừng rút hết chỉ ra rồi. Mà anh vẫn còn nhớ cái bờ thơ của em. Hán là tờ lanh, em của tờ linh mà. Cái chi hắn cũng khoái rồi. Rồi xí đi ba. Cái gì thơ gì cái sớ táo quân dài thòn vậy, sao mà kết đây? Cái này mày phải theo mày trả lời cho ta. Biết rồi mà, cháu què đền cháu lành được chưa? Trừ là mà gió dùm cái ố này. Biết rồi mày nè, đó, xong đầy đủ giá áo thôi mà. Dệt tầm gai, dệt đến bao giờ em dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai, ý à. Dệt tầm gai. Ui da. Đấy. Kim đâm vô thịt thì đau, mà ố ma vô thịt làm sao nó lành. Không có gì đâu mà yên tâm đi mà. Còn cộng chỉ nè em cắn ra để tiết kiệm, hiểu không? Chỉ ở đây quý lắm. Ôi thôi, nhột mi nè, nhột làm gì vậy? Không tin là như vậy luôn đó trời. Thôi được rồi, mới kén chi mày kén hùa đó mày, được rồi. Có gì đâu, cắn nó chưa đứt chỉ kìa. Cắn đứt cái giờ ta lùng chứ. Mệt quá, có gì đâu, làm gì khóc, xúc động quá đúng không? Bụi ba vô mét chứ nồi khóc đau. Khóc thì khóc, nói là nói khóc đi. Không có, bụi ba vô mét nữa. Bụi bay đúng không? Ừ. Đây thổi vô mắt cho nè. Ừ. À, thổi. Không thể nào là sự thật. Không thể nào ấy. Nè. Làm cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Thôi. Lâm à, anh biết ở đây anh em mình thiếu thốn nhiều thứ lắm, nhưng mà hai đứa đâu có thể làm chuyện vậy được em. Ủa làm gì là chuyện gì anh? Thì cái chuyện hai đứa làm bình thường thôi mà anh. Tôi không đổi, mình cần mình giúp đỡ thôi. Bây giờ mà anh cần em vẫn thổi cho anh được em... mà. Anh cái gì? Tại sao vậy? Em anh nín đi. Hey. Ôi cho tôi. Ủa là nãy giờ thổi mặt đó hả? Ủa chứ anh tưởng thổi gì? Em đang nói hai đứa. Lại là cái con yêu vậy. Anh ơi, đừng có hiểu lầm. Ố em bị rách nên Lâm nó ma dùm. Quần em bị lủng tùm lum, Lâm ma một phát nó dính đùm vô luôn. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi, cháy rồi. Trời ơi, cháy rồi. Cháy rồi, xe tăng rồi phải không? Cháy rồi. Cháy xe tăng cháy. Chứ cái gì cháy? Cháu cháy. Dạ, cuốn đây nè. Cuốn đây. Bao nhiêu lâu vẫn như vậy, ngày nào cũng cháy nồi cháo. Thì bây giờ mấy anh ráng ăn chứ sao ý kiến cái cò gì?
hả? Em lái xe mà phải nấu ăn nữa hả? Em nghĩ là mấy anh bên kiếp sáu người ta nói đúng không sai? Nói cái gì? Người ta nói hả là ăn là pháo thủ, ngủ là pháo hai, là nhài xe trưởng, dứt dưỡng là lái xe, còn khỏe re là hàng súng máy nè. Trời ơi. Ê, mày nói cái chị lạ đó mày. Mày nói khỏe re. Trời ơi, mới nhìn thì tưởng khỏe re. Ơ về phơi nắng giòn he cái đào. Mấy anh thì núp trong thùng, tôi ngồi trên nóc, nó bén cái đùng đi luôn. Đó, thấy chưa? Ôi được rồi, chị khó khăn có ăn là mừng rồi. Các đồng chí ráng ăn đi để có sức chiến đấu nữa. Đúng rồi, ăn mà ngày nào cũng ăn lạc lẽo, vậy là chiến đấu lạc lẽo lắm luôn á. Không có lạc lẽo đâu, ngày hôm nay em sẽ cho mấy anh ăn mặn mòi luôn. Ở đâu có đồ ăn hả? Có chân chọi rồi. Ở đâu có? Hôm qua nha, hôm qua em gặp đoàn dân công, em xin người ta rồi. Trời ơi, xin được hả? Bây giờ mình nói không có hay, bây giờ mình diễn đi. Mấy anh là đoàn dân công nha. Ừ. Có hôm qua em đang tắm suối, em hát déo giòn chim rừng a liêu la 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 canh thơ mộng qua qua qua. Rồi đời bắt hôn ra đường đến ngôi trường. Ê ê ê bé, khúc này là mình xin đồ bằng âm nhạc đúng không? Đúng rồi. Rồi xin nè, 2, 3. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục mùi. Bao ngày chưa mùi, giờ lạc leo lắm. Đồng đội ơi, xin hãy cho em cục xà bông. Bao ngày không tắm, đâu giờ hôi mắm. Đồng đội ơi, xin... Xin đi. Đồng đội ơi, Cho này. Không có cái gì thì tránh ra. Mày mà lao cá, tao la la la. Đồng đội ơi, xin hãy cho em... Coi mày hát sao với cái pháo này. Hát đi. Quả pháo ơi sao lại như đứa trẻ xuống đêm ngày ta bế lên dây. Kính thưa đạo trưởng, đây là tiết mục tấu hề nho nhỏ thôi, không sao hết. Ơi, cái này là vỏ pháo à? Vỏ pháo em mù mà. Nghe nó hát không hay vậy sao? Hay quá luôn, hay quá, hay quá. Lố. Anh khen gì mà đánh người ta dữ vậy? Khen kỳ vậy? Trời thiệt làm lố ghê thiệt, anh không biết anh Quế đâu mà anh lố dữ vậy luôn. Chắc là chẳng bơm nè. Không phải chẳng bơm. Ở Paris. Ủa? Ở Paris? Ừ. Thì anh là con Lai hả? Lai Long Hải với Vũng Tàu ra Paris. Ủa Paris ở đâu? Là Bà Rịa đó. Thấy chưa? Bao nhiêu lâu mà vẫn lố như vậy? Quá bực mình. Ê, nhưng mà Bà Rịa là chung quê với em nha. Ủa chung quê hả? Ừ. Ở đâu? Bà Nà. Không. Bà Nà Đà Nẵng chính là quê ta mới bị lộn ngay. Không, ý là ba em lái xe tiếng Bà Nà Bà Rịa. Cái cùng quê Mỹ đâu? Ừ. Bà Điểm. Các bạn không nói Bà Đen luôn đi. Bạn gái em ở Bà Đen. Trời hả? Trời ơi. Dạ, mình có bọn đứa rồi hả? Dạ có. Rầu rứa thâu chắc cho rồi. Sao anh? Họ kêu là anh đi chiến đấu xa nhà, khi về em đã đẻ ba lứa rồi. Bây giờ mới mắc bồ chắc luôn. Anh sai, không bao giờ mất. Bạn gái em hứa là không lấy chồng mà. Bởi vì em trước khi đi đã nhắn nhủ 4 câu thơ. Thơ gì? Nếu lỡ ngày mai em lấy chồng, anh về quy động pháo phòng không. Ừ. Kéo theo lữ đoàn tăng thiết giáp. Hay. Đợi đến du quy cướp pháo hồng. Em ở nhà chờ em đúng không? Dạ lấy chồng rồi anh. Ê, trời ơi kỳ vậy, bất kỳ vậy. Tại bạn gái em nói là em với bạn gái em không hợp tuổi. Tại sao không hợp? Em tuổi khỉ, bạn gái em tuổi heo. Ủa sao không hợp kỳ vậy? Khỉ ăn chú heo, cám không hợp. Vậy bây giờ mình đổi đi. Đổi sao anh? Em ăn pháo, vợ em ăn xe tăng. Anh mày ba ăn xe tăng chết sao? Bây giờ chà kháng khon, mày không biết thơ coi để ta chỉ cho nè. Dạ. Mày lồm thơ mà mày cứ ham dọa họ biết là không có được. Vậy đó. Sao anh? Cũng 4 câu thơ hồi nãy thôi nhưng mà mày lồm kiểu này nghe. Dạ. Vui không? Vui chứ. Ừ. Nếu lỡ ngà mưa em lấy chồng. Ừ. Anh về lấy vợ thế là xong. Hay. Mai mốt nay đây con anh lớn. Đúng. Mày vớt lại con em mà trả thù lòng. Thôi chết rồi. Thằng nhỏ mới lớn mà ấy dạ thơ vậy là sai. Không được phải như anh. Anh sao nè? Dù gì anh kinh nghiệm có rồi, anh có vợ có con rồi. Vậy hả anh? Hả? Trời ơi, chắc vợ anh đẹp lắm đúng không? Trời ơi, đẹp lắm, anh tả cái rụng rúng luôn nè. Vậy hả anh? Tóc em dài, em cài quá thiên lý. Miệng em cười, nhưng quá hí đường trăng. Tiếng em la như AK nè, lửa chỗ em ngồi em để lại dấu bùm. Rồi đó cơ, mặc dù vợ anh như vậy nghe mà rất chung thủy và đặc biệt
sanh ra một thằng con trai rất là kháo khỉnh nghe. Kháo khỉnh không? Hôm nay sinh nhật nó luôn đó. Ủa vậy sinh nhật con anh luôn hả? Ừ. Trời ơi, vậy mấy cô mấy chú trong đây là có quà gì tặng cháu đi nè. Em đây, đây là chiếc khăn tay của em. Tuy là hả em không có năng khiếu thiêu, nhưng mà đây cái tấm lòng của em, em tặng cho con của anh. Nó, mai mốt là nhớ chú Lâm dân công nha. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ. Chị Nhu. Hồi tuần rồi á, anh có dạy em ship là con cào cào bằng lá á, cho nên là bây giờ em có cào cào tặng cháu. Làm được rồi hả? Dạ không, cái này bữa anh tặng em, giờ em lấy tặng lại. Nhưng mà anh yên tâm đi, tối nay em sẽ thức nguyên đêm luôn, em sẽ ship cào cào thiệt là bự em tặng cho cháu nha anh. Rồi. Nói chung là dạ, bất ngờ quá không biết tặng gì. Tặng anh đôi dép nè. Dép phòng mới á. Ê, con anh còn nhỏ mà đâu có vừa em. Ờ thì bây giờ dép anh đứt là lấy mai đi, mốt lớn rồi truyền lại cho nó mang. Dạ. Vậy sao? Hôm nay sinh nhật của con. Thôi thì chú không biết tặng con cái gì. Hay nè. Thôi thì tặng cây bút chì. Lỡ thơ có bí là xì thơ ra. Dễ thương quá. Tên nó ăn gì đó, nó còn là thơ ca không ha. Tôi nói ông nghe nè, rau bao nhiêu cọng là thơ bấy nhiêu bữa. Nhắc rau mới nhớ, anh em đi lính ai không được để rau, sao ông để rau vậy? Đi lính không được để rau, hành quân nửa tháng nên rau nó dừa. Rau dừa thì kệ rau dừa, gian chương lơ lón chữ dừa theo rau. Đúng là thơ một hàm luôn ha. Vậy là biết chữ đúng không? Thơ mà phải biết chữ chứ. Đọc dùm lá thơ đi. Thơ của nhà Nhu gửi lên nè. Trời ơi. Thơ của nhà em mà. Thơ của nhà em. Đây đưa thơ đây. Thơ này của nhà em mà. Sao anh lại vậy? Làm cái gì mà sồn sồn lên vậy? Có một bức thư thôi mà. Im đi rồi em mới đọc. Anh Lâm nghe em đọc thư nè. Đọc đi. Đặt đi Nhu. Ủa ra nghe không đặt mà ngầu buồn dữ ra. Chắc gia đình có chuyện gì đó nên mạnh như vậy á. Đọc đi. Đọc đi. Có gì đâu, đây là tâm trạng chung mà. Anh em ai đọc thơ cũng có tâm trạng này hết á. Đọc đi em. Đọc đi cưng. Biết chữ đâu đọc. Trời ơi, tao viết một cái bế tao luôn rồi. Bình thường anh viết thư cho em gửi về nhà thì anh biết em không biết chữ mà. Đưa đọc cho. Quá mệt mỏi. Không biết chữ mà làm cho cố vô. Đọc nha. Đọc đi Lâm. Ngày buồn tháng nhớ đêm mong, tân dòng sông ly biệt. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, lời văn gì mà hay dữ ha. Hay quá ha. Hả? Tự nhiên bây giờ tưởng cái lời văn nó hay quá ta. Ê, cái lời văn này mà hòa bình nha, có thời gian mình phổ nhạc cho chắc hay lắm á. Ở đây không có thời gian, phổ thử vài điệu nha. Em xa nhớ, em có khỏe không? Anh lâu lắm không viết thư tay. Trời ơi, hay quá vậy. Hay dữ vậy, trời ơi. Cái bài này mà ai hát là nổi tiếng luôn á. Nổi tiếng luôn đó trời. Đặt đi, đặt đi. Rồi tiếp theo nè. Đọc, đọc đi anh. Nhu ơi, dạ. Gia đình thương nhớ em nhiều lắm. Dạ. Nhu nè, ba đã bỏ được rượu rồi. Một năm ba chỉ uống 2 lần. Dạ. Nhưng một lần ba quất 6 tháng. Cái gì? Tính tiếp anh nói đi. Con bé Na bạn gái em, từ ngày em đi nó hay qua nhà chơi lắm. Để tiền việc chăm sóc cũng như đường xá xa xôi, anh đã lấy nó làm vợ. 2 tháng nữa tụi anh đám cưới về chơi nha Nhu. Gì kỳ vậy? Gia cảnh em gì kỳ vậy? Còn nữa, còn nữa, anh em chúng mình là anh em ruột, nên có gì phiền phức khó khăn đừng liên lạc anh nha Nhu. Ký trời tên Quỳnh Cương. Hả? Trời ơi. Vô đi. Vô. Vô. Giỡn, giỡn. Mày là thằng kỹ sứ, mày biết cái tính nó mày chặt con đó mày. Giỡn thôi. Bây giờ đọc thiệt nè. Dạ. Đó. Đọc cho anh em nghe coi. Nhu nè, em có khỏe không? Ba mẹ ở nhà vẫn khỏe. Ở trong đó không được khóc nhè nha, để anh em đồng đội cười đó. Anh em trong đó vẫn mạnh giỏi hả em? Anh mong rằng mọi người vẫn giữ niềm tin, cùng nhau chiến đấu. Anh đời dạo này sao rồi Nhu? Ảnh còn căng hay không? Mấy con cào cào lá dừa ảnh dạy cho em xếp. Em xếp được chưa hả Nhu? Còn thằng cu nhân nữa nè. Trời, tôi. Nó còn làm lố hay không? Mỗi lần em viết thư về kể về nó là anh và ba mẹ cười đau cả bụng. À quên, còn thằng Sơn Quảng Nam nữa. Nó còn sáng tác những bài thơ nào mới hay không? Hay là toàn xài thơ cũ? Thấy thương nhất là thằng Lâm Văn Công. Nó còn hát hò, chơi cúp bế, thiêu thùa mai giá không Nhu? Thôi thư đã dài, cuối thư anh xin chúc mọi người luôn mạnh khỏe, giữ vững niềm tin, quyết giành thắng lợi,
thôi. Các đồng chí đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh tin rằng hòa bình sắp đến rồi, và chúng ta sẽ chiến thắng. Năm anh em mình phải hứa với nhau rằng phải sống, phải chiến đấu và phải trở về nhà. Quyết thắng! Các đồng chí, chúng đi đâu? Vì sao bảo vệ người dân để tôi cản hậu không anh đợi anh đời ơi, anh đang bị thương rất nặng đó, nhưng tôi là chỉ huy. Anh đời ơi, anh còn vợ con, cứ để tụi em. Nhưng đây là lệnh. Anh đời à, anh yên tâm đi, năm anh em mình đã hứa cùng sống, cùng chiến đấu và cùng quay về nhà. Tụi em hứa sẽ trở về nhà với anh. Đi đây nhanh lên. Không, em không nghe lệnh. Đưa anh đội xuống hầm. Về đi. Bỏ anh ra sân. Sân. Anh đời ơi, rất tiếc lần này tụi em không nghe lệnh của anh. Anh đời an toàn rồi. Các đồng chí, tôi rất vinh hạnh khi có được những đồng đội như các đồng chí. Anh em mình phải chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Xung phong! Thank you.
nhớ các đồng chí lắm. Tôi tự hào vì được chiến đấu cùng với các đồng chí. Xúc động. Lúc mà tập cái kịch này á, anh em sợ lắm. Tại vì không có trong được bộ đội thì không biết từ ngữ sao diễn hài. Thiệt áp lực lắm, ra nãy áp lực. Nhưng mà cái mình thấy nó dây nè, giống như là anh em đang trong quân đội, đang trong quân vị mình thực sự như vậy. Cũng may là nhờ Lâm rất là nhiều, dâm động viên và tất cả anh em đây hỗ trợ cho em. Đây là một món quà hay là em xin tặng riêng cho mẹ vợ em mất. Hôm nay Lâm làm rất tốt cái nhiệm vụ của em. Một cái ngọn lửa để mọi người bám vô em. Anh Đời cũng là một chiến sĩ nên em cảm thấy anh Đời diễn như không diễn vậy đó. Em thấy cái tình anh em trong cái tiểu phẩm này nó nhiều lắm, nó đậm đà lắm. Và lúc mà ao tiểu phẩm ao xuống, anh Đời gục xuống, em biết là anh Đời quá đã. Tất cả những đồng đội của mình hôm nay là diễn hết mình, anh em mình diễn hết mình. Cái tiểu phẩm của đội mình hôm nay mang tới cho Thư rất rất nhiều cảm xúc. Và cái cảm xúc đó Thư nghĩ là qua truyền hình thì khán giả cũng sẽ cảm nhận được và lay động cho các bạn. Xin cảm ơn cái sự lay động và chúc phúc của Nam Thư. Mỗi người ra một vai, không có ai bị mờ nhạt cả. Anh Lâm nè, em không ngờ là anh lại có thể điềm đạm và điềm tĩnh như vậy. Hôm nay là người mà em thích nhất đó là anh Đời. Ngày hôm nay anh diễn nhiều nhất trong tiết mục. Anh Đời như một chiến sĩ thật sự chứ không phải là một diễn viên nữa. Các anh đã đem lại một cái cảm xúc đúng với cái chủ đề ngày hôm nay, đó là tình anh em. Rất cảm ơn các anh. Lâm hôm nay điềm đạm, anh cũng thấy Lâm điềm đạm. Nhưng thật sự có lố cũng không sao. Tại vì sao? Trong cái cuộc sống này, ngoài nghề của chúng ta ra, tất cả những ngành nghề khác vẫn có những người rất náo động như vậy. Cái nó rất là đời. Và ngày hôm nay chúc mừng anh Lâm Văn Đời là bởi vì thật sự các anh em còn lại đã dành hết cái tình anh em dành cho anh. Ngay cả nhân cái chi tiết cái chiếc dép để tặng cho con anh, để sau này anh lớn lên mang. Và khi cuối cùng là cái nhân vật đóng với con anh không một câu thoại nào hết, chỉ cầm chiếc dép đứt thôi, là nó đã quá đủ rồi. Chúc mừng các bạn, tiểu phẩm của các bạn rất là hay, rất là xuất sắc. Ngay từ đầu Nga đọc cái nội dung kịch bản của các bạn là Nga biết đã có cái coi rồi. Một cái tập thể diễn á, các bạn rất là tiết tế mà đầm thắm, mà sắp các mảng miếng coi rất là thích, mà thấy được cái tình đồng đội mà thương yêu nhau. Mình coi dưới này mà mình cứ ngồi mình chết lặng á. Cảm ơn các bạn đã cho một cái vở kịch về tình đồng đội rất là hay và rất là ý nghĩa. Chúc mừng các bạn. Xin cảm ơn giám khảo Thúy Nga. Chị quan nghênh ở các em là cái điều tụi em đã tự làm khó mình. Khi em đã chọn cái đề tài này thì em đã làm khó em. Và cái yếu tố mà giảm đi bước vào chung kết nó đã mất 50%. Trên cái điều đó, quý vị cho một tràng pháo tay để gọi là sự hy sinh rất là cao. Chị thích nhất cái yếu tố là khi mình đã khoác lên chiếc áo lính thì cái sự sống và chết nó không còn quan trọng nữa. Cái chiếc dép đó nó không đơn thuần rằng ôi em tặng cho anh, không, để cho con anh sau này mang, để bước tiếp những gì mà cha ông đã làm. Cái ý nó rất là hay và nó rất là thâm thúy. Cái hài nó không ào ạt nhưng mà nó nhẹ nhàng, nó len lỏi, nó dễ chịu. Tự nhiên chị cảm thấy một cái sự lạc quan, một sự tự tin. Ở đây tôi chỉ còn là nhiệm vụ và tôi chiến đấu cho đất nước tôi. Xin cảm ơn giám khảo Kiều Anh rất nhiều ạ. 3, 2, 1. Yeah. Yes. Happy New Year. Happy New Year. Mùng 5, mùng 8 còn New Year nữa hả? Trời, chứ mình phải vô trong tính một con mông mà. Hai, Happy New Year. Wow, quá sung sức. Các anh là cho em hỏi là trong các mùng vừa qua mình đã chúc Tết ông bà, mình đi diễn Tết nè, rồi mình có gì mới mẻ không mấy anh? Mới. Mới sao? Mới hớt tóc. Anh Long gì mới, anh Long? Mới cầu râu. Chúng ta có một cái năm mới rất là vui nữa không? Một hình ảnh mới đến từ các anh và các anh đã chuẩn bị gì rồi cho tiết mục của mình? Nói chung thì ăn Tết xong mọi người đi diễn này kia cũng bận rộn. Bận rộn nhưng không sao, cũng anh em cũng sắp xếp khoảng thời gian để mà tập luyện với có bài để mà lên biểu diễn phục vụ cho tất cả mọi người xem. Nhưng mà còn có một người mà nhân vật quan trọng là không cần trang điểm mà diễn vẫn vui đó. Anh nói Lê Nam hả? Đâu rồi? Anh Lê Nam thì anh đang có một cái công việc rất quan trọng. Một cái bổn phận buộc anh phải làm, cho nên buộc anh phải vắng mặt.
À là tập này là chỉ có 4 anh em chiến đấu thôi. 4 anh em chiến đấu thôi. Giờ mình có sợ không nếu mà mình thiếu một thành viên như vậy? Thì bình thường thôi, có nếu có anh Nam thì có thêm sức mạnh. Còn không có anh Nam thì phải giữ ý chí chiến đấu chứ. À, mình có phải lưng bán lề mà đúng không? Phải ok, phải lưng bán lề nha. Vậy mới chính là Hayman. Hayman, và chúc cho Hayman một tiết mục thành công và xuất sắc và giành được tấm vé vào vòng chung kết nha. Ok. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với tiết mục của Hayman. Đứng lại lần kia, đứng lại. Nè, thằng nhóc, lần sau không có tiền thì đừng có bị đặt đi bừng nợ. Thông cảm cho tụi em nha anh ơi. Bữa nay là happy birthday em mà quýnh em quá vậy anh. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Nhớ mặt tao nha mày. Tào lao, đeo khẩu trang chứ nhớ mặt ổng. Alo. Alo. Làm ở đâu? Ừ, tao nè. Mày đang ở đâu hả? Bữa nay là ngày sinh nhật tao, mày không ghé chúc mừng sinh nhật tao mày đi đâu hả? Tao xin lỗi, tao kẹt rồi. Mày kẹt hả? Kẹt rồi, kẹt rồi, kẹt lắm, kẹt rồi. Mày chuyện gia đình hả? Không phải. Chuyện hàng xóm hả? Không luôn. Chuyện vợ tao có người ta hả? Không phải. Chứ mày kẹt cái gì? Kẹt xe. Mày điên hả? Thì mày kẹt xe tao vẫn chờ mày được mà, mắc mớ gì đâu. Bây giờ thôi, lần cuối nè, bữa nay sinh nhật tao mày có ghé không? Không. Mày không ghé đúng không? Không. Vậy là bữa nay là cái lần cuối cùng là mày nói chuyện với tao. Cúp máy luôn rồi bây giờ, tức quá. Có một thằng bạn thân mà sinh nhật á nó cũng bỏ mình. Bây giờ có cách rồi, có cách rồi. Trời ơi trời, mọi người ơi, tập trung vô tôi, tập trung vô tôi. Tao nhảy đây. Ê, nhảy đây. Ai cứu không? Ai cứu không? Có tôi. Hey. Ai đây? Là thằng cứu thằng kia. Anh hùng. Tao chưa nhảy luôn mà nó cứu ai? Tao chưa nhảy bây giờ tao mới nhảy nè. Ai? Hãy đợi tôi. Cố lên, cố lên. À. Dậy đi, sao sao vậy, có sao vậy? Có sao vậy, hả? Sao vậy? Tao mày xin trực tao, mày không ghé. Chỉ có cách này mày mới quay làm cứu tao thôi. Đây nè, có công chuyện chứ bộ đi nè, biết rồi. Có món quà dành tặng cho mày nè. Tặng cái gì? Xào cho mắm vuốt nè. Không ăn à? Không ăn. Sai lầm rồi con. Đây là miếng xoài nè. Quết miếng mắm vuốt nha. Ăn đi, ngon lắm nè. Không ăn đâu. Thiệt á. Ôi, trời ơi, chảy nước miếng ấy thương quá. Tao không có thèm, tao không có thèm. Tao quên nữa. Thường mấy anh chè mày đâu ăn được đâu. Sao không được? Nó bị nhiễu. Vậy có quà khác tặng. Quà gì nữa? Dây thần. Dây thần hả? Dây dao. Dao. Thuốc độc luôn. Thuốc độc. Tự nhiên mày đem dao, thuốc ăn, thuốc độc. Rồi mày đem dây thần cái làm gì nữa? Hồi nãy mày nói mày đi tự tử đó, tao sợ mày không đủ điều kiện. Mấy khùng quá, mấy khùng quá. Ây da, giỡn thôi, giỡn thôi, giỡn nè. Happy birthday. Nói chung á, tao với mày có mình mày là bạn à. Ừ. Cũng được ha. Ừ. Happy birthday. Cảm ơn bạn. Còn bao lâu? Hả? Này gì vậy? Vàng á. Đó là lý do vì sao mấy tháng nay tao và mày không gặp nhau. Thời gian vừa qua tao có đi theo một nhóm người. Mà cái nhóm người đó là cái nhóm người chuyên đào vàng. Mấy ngày nay tao ở cái khu rừng đó. Một cái khu rừng mà cách thành phố 500 cây số. Tao gặp một cái ông đó. Ông già, ông lú lẫn rồi. Ông mang cái số vàng này. Và ông nói là trong cái khu rừng đó có rất nhiều, có rất nhiều vàng. Có một cả một kho báu. Ở trên đời này không bao giờ có kho báu trời. Có kho báu đó. Không có kho báu. Tấn à, đi với tao đi. Đi với tao lấy số vàng đó đi. Mày sẽ được đổi đời. Mày sẽ được đổi đời. Mày sao vậy? Mày sao vậy? Mày sao vậy? Nói ngay mày sao vậy? Mày bị làm sao? Tao mắc bệnh nè kì. Bây giờ nếu như không có tiền chữa trị, tao qua không khỏi. Tao phải cần số tiền đó. Cha, đi với tao nha. Tao không muốn đổi đời, nhưng tao cần mạng sống của mày. Đây là tốt rồi. Hey man. Đi rồi, đi. Đi. Nhanh lên, đi. Hey. Cuối cùng tới nơi rồi. Nó có cái mỏm đá y chang vậy nè. Mình đến đúng nơi rồi đó. Đúng nơi hả?
Nhưng mà bây giờ thấy tao đói tao khát quá. Thôi mày đi vô càng sâu thấy càng vắng vẻ không có ai luôn á. Biết vậy rồi ráng nhìn chút xíu đi nha, nhìn chút xíu đi. Thôi bây giờ chia nhau đi tìm người đi. Đi. Long ơi, Long ơi. Cái gì? Tình ra bình tĩnh đã. Ăn mặc như vậy chắc chắn đây là người bộ tộc ở trong cái khu rừng này đó. Qua nói chuyện với họ đi. Anh biết nói tiếng Kinh không? Không, tôi biết nói tiếng Việt thôi. Anh cho hỏi, anh có phải là người ở bộ tộc này không? Không, tôi đi du lịch. Du lịch. Sao mặc đồ kỳ cục vậy? Trời ơi, cho thuê đồ chụp hình lưu niệm. Sao kỳ vậy, có cái cây gì vậy? Selfie nè. Trời ơi, mặc đồ bình thường vậy là gọi bước lên đứng đâu làm hỏi muốn chết luôn hả? Tôi nói nghe, hồi đó là tôi lên đây du lịch thôi. Mà bây giờ tôi lên đây kinh doanh. Kinh doanh gì? Kinh doanh nhà nghỉ. Rồi kinh doanh được không? Không. Sống về Sài Gòn sống lại đi ba. Thì trốn nợ mới lên đây nè. Thì đi nè. Tôi nói anh nghe, anh mới lên đây đúng không? Mới lên. Ở cái bìa rừng này nè, thì nó lên nhiều nhà nghỉ khách sạn lắm. Người ta khai thác hết rồi. Phía trong sâu khu rừng kia kìa, nó có những cái hang động mà không ai khai thác. Tại vì anh biết sao không? Sao? Ai đã vô đó rồi là không ra được. Sao cậu biết? Nghe đồn. Ai đồn? Ai đồn? Hang Tu Gai. Bây giờ làm sao gặp hang Tu Gai đó đây? Thì bây giờ phải kiếm nó. Kiếm bằng cách nào? Kiếm bản bản đồ. Bản đồ đâu ra? Tôi bán nè. Tôi nói nghe nè, hai cô gái này rất giỏi nha. Nó là dân địa phương ở đây cho nên là đường đi nước bước là nó biết hết. Mà đặc biệt nghe, hai này có một cái khiếm khuyết thôi. Khiếm khuyết gì? Cái gì? Thằng câm, thằng mù. Đi đường sao nè? Nó giỏi lắm, tôi nói thiệt. Ai nó dẫn vô cũng thành công hết chứ, mà nó không thấy nó dẫn ai ra hết á. Rồi sao mà đi được? Tin tôi đi, nó rất giỏi, hãy gọi. Được rồi, thì trả lời bản đồ nè. Được rồi, tôi sẽ gọi đó, cảm ơn nha. Gọi nha. Bình an. Cảm ơn nha. Tôi thành công, tôi về tôi hả? Trả cho. Con điện thoại đó kìa, nghe điện thoại đi, nhanh lên. Có ai chưa? Từ. Alo. Ông muốn. Tôi gai đúng không à? Ông muốn tôi gai muốn. Có gì vậy? Ông muốn tôi gai muốn, anh muốn một muốn. Anh đi bên tôi ngủ. Anh được anh. Anh muốn đi cái cúp mà baby go go go. Dạ dễ sợ thiệt. Ai để điện thoại cho con chó nó mất máy vậy? Mày ở không nhất á. Chó nào nghe điện thoại được. Cắm ngồi lại nè. Ô bấm. Ô muốn. Anh muốn. Anh muốn. Alo. Hô. Alo. Hello. Alo. Hello. Có người alo kìa. Mày điên nghe, có ai đâu, mày đưa tao làm gì? Alo. Thấy chưa, vẫn là con chó của ngày hôm qua. Alo. Hello. 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 Anh muốn bị cầm hả? Anh muốn kia bị mù. Đúng rồi. Gì hả? Anh muốn kia. Anh muốn nắc ở bên kia. Mù mà chính xác quá vậy. Đây, qua đây. Tôi là người cần sự giúp đỡ này. Anh là bên tour guide hả? Đúng rồi. Tôi là tour guide đó. Vậy là chắc chắn là cái ông này là dẫn đường cho mình nè. Tôi dẫn đường. Chứ này làm gì? Nó dẫn đường cho tôi. Chắc lạc đường luôn á. Không có đâu, tầm bay tầm ba. Ngày xưa Sơn Tùng cũng lên đi rồi đó. Nhờ tôi dẫn đường về sáng tác và lạc trôi luôn. Có thiệt vậy luôn hả? Thiệt. Tôi là Long nè, đứng kế bên là Long. Đứng xa xa chút xíu là Tân. Thấy rồi. Anh tên gì? Thấy mắt tôi mù không? Thấy. Tên tôi là A Sáng á. Dữ vậy? Đây là dữ hơn tôi nhiều luôn. Sao? Nó cầm đó. Tên nó là anh nói. Kỳ quá, ngược ngạo á. Bây giờ hai người muốn đi đâu? Nói đi, chỉ cần nói một cái thôi, tôi sẽ dẫn ngay người tới chỗ đó liền. Nếu vậy thì hãy dắt chúng tôi đến cái hang động mà trước kho báu á. Giang ơi. Giời An. Không được. Sao vậy? Không được đi tới cái kho báu đó đâu. Tại sao? Cái kho báu đó ghê lắm. Có cái gì ghê? Nghe tập trung nha. Rồi. Hai anh em của tôi mới bắt đầu bước ra cái cửa nhà. Lúc đó hai anh em tôi thấy Basubilabi. Sao khó hiểu quá vậy? Sao kỳ vậy? Nói vậy thôi mày cũng không hiểu nữa. Không hiểu thiệt. Nó lại. Basubilabi đó, có hiểu chưa? Ôi, hiểu con ông luôn, hiểu. Sao kỳ vậy? Sao vậy? Kể cho ông nghe. Cho
sau một ngày nó, hai anh em mới đi tới. Tới một cái hang, tôi mới thấy một cái chuyện vô cùng kinh khủng, ghê lắm, ghê lắm. Cái gì hả? Cái hang nó tôi thui à, ghê lắm. Ba mù thấy hang tôi thui đúng rồi. Không chứ, lúc đó là chưa có mù đâu. Tôi đi lột cái hang rồi, không phải hang đó đâu. Chứ cái hang nào nó thực sự có kho báu. Ông mới vừa nói cái gì? Hang có kho báu hả? Đúng rồi. Hai anh em tôi nhớ không lầm, ở cái rừng này làm gì có cái hang nào mà chưa kho báu. Tao nói mày rồi, làm gì có kho báu. Mày không. Lúc nào cũng nghe người ta nói có kho báu, có vàng hết trơn á. Thôi không, kho báu không có nhưng mà vàng thì có thiệt đó. Vàng không phải là để ở trong hang đâu, vàng được bỏ khắp ở cái rừng này nè. Vàng khắp nơi này? Đúng rồi. Vậy tại sao tôi không thấy? Hả? Bởi vì được giam giữ bởi một linh hồn của một người phụ nữ đó. Hai đứa tôi từng là nạn nhân à. Để lấy được đồng vàng đó thì hai người phải đánh đổi. Tôi bị đánh đổi bởi đôi mắt, còn nó thì bị đánh đổi bởi giọng nói đó. Đánh đổi để được cái gì? Để được vàng. Vàng đâu? Vàng đâu? Cầm cái này, lời nguyên ở trong này có. Nhưng mà hai người nhớ kỹ nha, hai người muốn lấy được vàng là phải hai người cùng nhau hợp sức lại, cùng lấy máu của hai người hòa chung với nhau, rồi để dính lên tờ lời nguyện này nè. Sau đó mình dùng lửa mình đốt đi, lúc đó chắc chắn sẽ có linh nghiệm đó. Tôi cảm ơn hai người nhiều nha. Coi như là tôi xong việc hết trơn rồi. Đừng có tìm tôi nữa nha. Hay là đi về đi Long. Không. Nguy hiểm lắm Long ơi, nguy hiểm lắm. Không. Thì cơ hội tao có tiền để tao chữa bệnh cho tao. Mày không biết tao đang bị bệnh hả? Này, làm đi. Nó xuất hiện rồi kìa. Nhớ là cẩn thận đó. Tao hứa với mày, nếu có chuyện gì xảy ra, tao sẽ chịu trách nhiệm. Hãy cho tôi số vàng đó, đánh đổi gì cũng được, đôi mắt hay giọng nói cũng được. Đánh đổi gì? Tôi muốn đánh đổi. Nhớ lời hai thằng kia dặn không? Có một miếng vàng, đánh đổi đôi mắt hay giọng nói, nhưng để có một số vàng thì buộc lòng tao phải đánh đổi mạng sống của mày. Ah!
Đến cái giờ phút gây cấn nhất, hồi hộp nhất và khó khăn nhất thì các bạn đã đi mất đi một đồng đội. Tức có nghĩa là Lê Nam. Trời ơi, chiến đấu mà mất một người, mà trong khi cả một đoạn đường chiến đấu mà lại mất như vậy thì chị nghĩ là một cái thiệt thòi quá nhiều. Nhưng chị vẫn khen Long và Tân. Rõ ràng là diễn xuất của các em nó rất là thâm thúy. Càng ngày tụi em càng tiến bộ. Về hình thể, về tâm lý chị rất là thích. Còn nói về ngày hôm nay, chưa bao giờ tụi em thi mà chị căng thẳng như vậy. Thôi thì không ai có thể phủ nhận sự diễn xuất của các em. Còn cơ hội nữa thì mình tính tiếp. Vâng, xin cảm ơn giám khảo Kiều Oanh. Và em xin mời giám khảo Thúy Nga. Bữa hôm á, cái nhóm em làm cái tiết mục gì mở trên cáp treo á, trời em biết không, ở nhà mà chị coi mà chị cười. Chị nói trời sao cái nhóm này nó trẻ trung mà nó năng động. Thực sự á, trong ba nhóm á, là chị chờ cái nhóm em nhất đó. Nhưng mà hôm nay thì thực sự là cái tiểu phẩm của các bạn, thấy các bạn bị hơi tham mãn miếng nhiều quá. Tình huống của các bạn rất là duyên, nhưng mà Nga thấy mấy bạn bị lan man đó. Với lại chắc hôm nay tâm trí của các bạn cũng đang bị lo lắng cái chuyện là một bạn diễn của mình đã không diễn được. Nga cho chị Oanh cắt ngang là các bạn không lo lắng. Chiến đấu thay thế cho anh Lê Nam luôn. Nhưng mà rõ ràng là mình thiếu một vị trí. Chứ còn ngày hôm nay dù không có Lê Nam, nhưng thật sự tinh thần hai men chiến đấu rất là tốt. Chị xin lỗi Nga nha. Dạ dạ không sao, không sao tại chị. Tại vì tụi em bị phạm vào nói kể nhiều quá. Mà đúng mình rồi, thiếu đi cái hành động ở trong hang này sẽ đụng cái gì cái gì. Còn các em lại đụng con người và qua lời kể con người thì khó lắm. Mình chỉ còn là song tấu thôi. Mà song tấu thì lời mình nó sẽ cạn dần. Những cái mảng miếng hài của các bạn nó làm cái vở kịch đó, có đôi lúc ấy, nó bị trùng lại thì cái tiết tấu nó lại xuống. Nga cũng hy vọng là trong đêm hôm nay á, thì có ba nhóm cũng sẽ có một cái điều gì đó may mắn đến với các bạn. Tại vì mình cũng nên hy vọng là trong cái rủi nó có cái may, và biết đâu các bạn cũng sẽ lọt vào vòng chung kết. Thì thôi anh em mình vẫn lòng với nhau nha, miễn sao mình tới giờ này mình vẫn còn thương nhau ở bên cạnh nhau là được rồi ha. Một tràng pháo tay nữa dành cho hai men ạ. Và chúng ta đang ngồi gần nhau hơn chút nữa với đội khủng long tí hon. Các bạn có vẻ rất là bùi ngùi. Hôm nay mới mùng 8 thôi mà sao mấy bạn bị sao vậy? Mình còn không khí xuân mà. Thì đó xuân, nhưng mà nhiều lúc chị này biết không, quay hết mấy chủ đề Tết rồi. Nhiều lúc mà tới Tết xong có cảm giác là ủa mình sao ăn hai cái Tết vậy ta. Thì đôi khi có cảm giác như vậy luôn. Bị bỡ ngỡ. Ủa sao mình ăn Tết nữa đó, kiểu vậy đó. À, cái đó là tâm lý chị nghĩ là bên ngoài thôi, chứ còn bên trong thì chắc cũng đang lo đúng không? Tại vì hôm nay là dòng sinh tử nên ai cũng có thể, đây là cái dòng cuối cùng của tất cả mọi người. Đội kỳ tài thì đã mang xe tăng lên sân khấu, không biết đội em mang gì lên sân khấu? Mang xe ba bánh. Thật sự thì em chạy ngoài đường em thấy những cái cô chú á, cái xe nó rất là khó chạy. Bởi vì đôi chân họ khó khăn, họ chuyển động không được. Họ dùng cả cái lực tay á để lái xe đó. Mà hồi đó em thích cái gì ba bánh lắm. Xe đạp là em đi ba bánh, tới năm lớp 5 còn đi ba bánh mà. Trước khi mà chọn kịch bản này, quyết định cho kịch bản này thì tụi em đã bỏ khoảng 7-8 cái ý tưởng trước. Có những cái cực kỳ hay luôn mà màu rất hoành tráng. Nhưng mà tại tụi em huy động không có đủ người, tại vì cũng dịp Tết á, mọi người anh em phải đi show rồi này nọ, nên tụi em huy động không đủ nhân lực. Cuối cùng là chọn kịch bản này và phá nó một cách hay nhất. Và như hy vọng là quý vị khán giả sẽ đón nhận khủng long tí hon bằng tất cả những tấm lòng. Sự ủng hộ quý vị khán giả sẽ là động lực cho tất cả các bạn. Và Như chúc cho nhóm may mắn, thật sự chúc nhóm trưởng may mắn. Dạ. Rất mong, tại vì Như rất thích cái thái độ làm việc của khủng long, bởi vì các bạn rất là chân tình, chân thành và cố gắng hết sức. Mọi người chờ xem khủng long tí hon sẽ làm gì nha. Cánh đường cho anh em tôi đi thi nha. Cánh đường nha, chắc đường nha. Em gái ơi. Dạ. Chuẩn bị đến nhận đường ổ gà rồi kìa. Dạ. Gà xích beo vô chưa? Dạ rồi. Chuẩn bị nha. Dạ. 1, 2, 3. Beo ơi, ổ gà dữ quá coi chừng. Té nha. Bảo đảm con đường này anh chạy nhanh nhất rồi. Bây giờ chạy đu điện kinh cũng chạy lại anh đâu. Dạ. Chạy đâu đây? Anh ơi, sao anh để người chạy bộ chạy văn minh luôn kìa. Ba này mà anh vô ra là bà hít khói à. Dạ. Ha, quên. Em chịu thua chị. Chị gái, chị chạy điền kinh đúng không? Cái làn đường này không phải làn đường điền kinh. Này làn đường xe tải. Điền kinh chị chạy sau lưng kìa. Trời ơi, bác chạy kìa. Ôi. Sao ngày nào anh cũng chạy đường này đêm trễ giờ vậy?
Baby. Dạ. Anh hai nói biết bao nhiêu lần rồi sao em quên hoài vậy? Sau lưng anh hai là cái gì? Dạ, căn biệt thự. Đúng vậy. Đố em, căn biệt thự này của ai? Dạ, theo lời anh hai nói thì căn biệt thự này là của ba mẹ để lại cho em. Đúng rồi. Tại sao bây giờ hai anh em mình không được ở trong căn biệt thự này? Tại vì bây giờ em còn nhỏ nên em chưa được ở. 18 tuổi em mới được ở. Đúng. Lúc mà ba mẹ mất á, em còn nhỏ lắm em không biết đâu. Ba mẹ mình giàu lắm nha, để lại tài sản cho hai anh em mình gia đình rất là nhiều. Để lại cái căn biệt thự này nè mà không cho ở, biết sao không? Dạ không. Lúc đó ba mẹ nói á, bây giờ tiền nhiều quá, hai anh em mình còn nhỏ, xài bị hư người biết không? Dạ. Phải để lúc mà em 18 tuổi rồi á, anh lớn anh có vợ rồi á, ba mẹ mới cho xài. Dạ. Hiểu không? Ba dạ. Chỉ để lại chiếc xe ba bánh này thôi. Nhớ nha. Dạ. Bởi vậy đó, lúc nào ra ngoài đường á, em cũng phải đặt tâm thế là gì? Dạ. Hai anh em mình rất là giàu. Dạ. Hai anh em mình là đại gia. Dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Anh hai đại gia, chạy lẹ đi. Rồi. Mọi người đã đến với cuộc thi vẽ lớn nhất thành phố CXP. Dạ cảm ơn mọi người. Dạ sở dĩ cuộc thi của chúng tôi đặc biệt là ngoài phần thi vẽ năng khiếu của các em thì các em còn phải thi phần thi thuyết trình. Dạ đây, bây giờ xin mời tất cả thí sinh vào trường đây. Rồi, vô đây nghe. Rồi, chào chào bắt tay nè. Rồi, chào con. Rồi, vô nghe. Trời ơi, dễ thương quá, vô nghe. Ừ, chào con. Chào mẹ dễ thương quá. Ê, anh đâu hả? Thi vẽ. Ê, không có được. À, con gái, qua xe chơi nha con. Dạ. Ừ. Hey, ủa kì vậy? Nói nghe. Anh phụ huynh bé đó phải không? Đúng rồi. Em anh mặc đồ lọt chọt vậy sao vô thi được? Anh ơi, cho em gái tôi thi đi, nó thích vẽ lắm. Bây giờ mà nó đi đường xa mà tới đây tôi dắt bộ mệt lắm, tôi năn nỉ. Ê, cha. Chưa hết cái lại người ta tổn thọ. Cho thi nha. Thế bây giờ làm vậy, cho con bé vô thi cũng được. Nhưng mà nó phải là người giữa sau cùng nha. Ok. Ê, vô thi. Dạ. Đi vô. Hả? Đi ra ngoài vậy cha? Ủa, nói vô sau cùng, vô hết rồi vô. Ai nói? Còn thiếu một người rất là quan trọng. Ủa ai vậy? Đó chính là thiếu gia Tiến Euro. Ủa Tiến, sao con không lên đây? Nguyên cái vàng kèn trắng sao con lên? Quên, lùi lên. Hey, phụ huynh của thí sinh. Dạ. Sao mặc đồ hí gớm vậy? Dạ. Nhìn là biết à, thí sinh đi thi là nghèo rồi, không cho thi. Dạ. Cho thi đi. Mặc đẹp là dễ đẹp rồi đó. Trời ơi. Nhìn tôi nhỏ vậy thôi á, chứ đồng đầu tôi là toàn ngoại tệ không đó. Sao rồi? À, ông tin hỏi thử xem. Vuông đô đổi ra tiền Việt nhiêu? 22.750 đồng. Một bảng Anh? 31.850 đồng. Một euro? 37.250 đồng. Một yên Nhật? 209 đồng. 1.000 đồng tiền Việt Nam? 2 tờ 500 còn lại. Trời ơi Tiến ơi, con giỏi quá. Con giỏi quá Tiến ơi. Không những con giỏi, ừ, mà trước giờ con thi cuộc thi nào con đều đạt giải nhất. Trời ơi con ơi, cái đó người kêu con là tài đó con tài quá. Tài không quan trọng, quan trọng là phải có tiền. Trời ơi, vậy tiền ở đâu con có? Tiền của mẹ con. Mẹ con? Mẹ con là người chống lưng cho con đó. Chị thì chống lưng của con đang ở đâu? Tôi nè. Con trai. Thôi. Dạ. Con. Dạ. Mới xa con có 2 phút mà mẹ nhớ con muốn chết. Con cũng nhớ mẹ muốn chết. Rồi sao sáng đi học uống sữa chưa? Dạ tất nhiên là con uống rồi. Nhưng mà con ghét sữa bò. Ghét sữa bò? Vậy uống sữa mẹ. Uống sữa mẹ thì con mới lùn vậy đó. Chó con này cái gì ghét hả? Chị ơi chị. Gì? Dạ nãy giờ em đứng ở ngoài em coi. Em thiết nghĩ chị đứng trước mặt cháu, hai mẹ con nói chuyện cho dễ nha. Không, phải đứng sau lưng để chống lưng cho nó chứ. Ủa, cái ý này là sao em chưa hiểu nè. Con, làm cho coi. Con ngã. Mẹ nâng. Con ngã. Mẹ lại nâng. Con lại ngã. Mẹ lại nâng. Hai. Mẹ xin lỗi mà. Dẹp. Dạ. Thi. Nó dạ. Tức mình rồi kìa, thi đi. Dạ. Thảm đỏ, chạy ra. Dạ mời.
em đừng có sợ gì hết. Để xíu đi, bây giờ em vô thi trước đi, 11 giờ mới thi lận. Anh đi mua cái đầm thiệt là đẹp vô cho em thi. Thôi anh hai, em không cần cái đầm đâu, em chỉ cần anh hai thôi. Tự nhiên cần anh hai, bây giờ anh hai bận, anh hai đi làm rồi. Bây giờ nghe lời anh hai nè, anh không muốn em thua kém với ai hết. Bây giờ đi vô trong thi, anh phải đi mua cái đầm cho em. Anh đi làm, anh sẽ gửi chú Chuột Mickey tới đưa cái đầm cho em thay, em thi thật là tốt biết không? Nhưng mà ở trọng đâu. Ê! Anh làm gì vậy? Thảm đỏ cho em đi. Đi qua lên. Dạ. Thì đâu nha. Dạ, tao biết anh hai. À. Ủa kỳ vậy ta? Nhớ chỗ cái lề đường này có bán đồ mà sao hôm nay vòng lại vắng que vậy? Tụi em nè. Hey. Áo trắng, áo tim, áo xám, áo cam, áo màu tạp nham. Áo cưới, áo ba, áo nhung, áo một dây thun. Quần tay, quần jean, thêm quần áo hay tù lừa. Chiều nay thì vô ôm một đống áo xeo em đem về nhà. Ủng hộ giùm em đi. Well. Đồ của em bán nay bán mai nghỉ mốt đi Mỹ em ơi. Dạ. Well. Em là được anh. Còn em là được em. Dạ. Còn đây là được shop. Hỡi anh được rửa kia ơi, đừng có đứng đực mặt ra mà ủng hộ được shop đi anh. Dạ. Ở đây bán nhiều đồ không? Dạ nhiều. Anh làm nghề gì? Nói em bán đồ theo nghề đó. Dạ. Ơi. Dạ. Ví dụ như làm đại gia, mặc áo bà ba. Dạ. Bán nước mắm, mặc áo cơm. Lái taxi, mặc bikini. Mặc móc trống, mặc phi bóng nha. Trời ơi. Dạ. Và đặc biệt hơn nè, anh mua một cái áo pyjama thì sẽ tặng anh một dĩa hài Thúy Nga. Dạ, anh mua một cái giấy mới coi anh tặng đứa hài kêu quên nha anh. Dạ, và đặc biệt hơn hết nha, anh đem hàng về mà lật ra kiểm thấy bị lỗi bị hư tặng đĩa hài Nam Thư. Tụi em có nhiều đồ đàn ông lắm đó anh. Đúng rồi. À, anh tới đây không có mua đồ đàn ông. Ủa, anh mua đồ gì? Mua cái gì? Mua cái đầm màu hồng đó kìa. Trời ơi. Bữa nay được anh được em kiếm được chị cả rồi. Cái giấy này 230 nha anh. 230 hả? Dạ. Bớt 30 còn 200 được không? Em nói thiệt với anh á, bây giờ anh đi chạy vòng vòng đi, anh kiếm chừng nào đủ 30 ngàn anh quay lại tụi em bán cho. Tôi nghe ha. Tôi nghe nè, tôi lái xe ôm mà tôi lái xe ôm bình thường thôi, tôi không biết chữ, lái xe ôm công nghệ như người ta, bất cứ khó lắm mà bây giờ tôi cần gấp lắm, bây giờ bán giùm tôi được không? Tôi năn nỉ luôn á. Ôi. Bây giờ giao hàng được không? Ấy được. Ok. Trời ơi, bữa giờ hả? Chị em á bận muốn chết luôn à, không có giao được. Anh giao giùm em, giao lại cái địa chỉ này nha anh. Tôi không biết chữ. Ờ hai em quên nữa. 5B Phạm Ngũ Lão. Rồi, người nhận hai ông tiên. Nhớ giao nha, nhớ giao nha. Nhớ. Nhớ kỹ nha. Dạ cảm ơn chị. 5B Phạm Ngũ Lão. Đừng gọi giống. Cô ơi cô, cô biết địa chỉ 5B Phạm Ngũ Lão ở đâu không cô? Không biết. Trời ơi, trễ giờ quá rồi. Trời ơi, có ai biết nhà hai ông Tiên đâu không? Hai ông Tiên ơi! Tại sao con không? Ê, cái này hai ông Tiên hả? Thắng. Này phải ông Tiên không? Phải. Hai ông là hai ông Tiên. Thắng. Hai ông phải nhà hai ông Tiên không? Phải. Ờ dạ ông, hai ông Tiên ơi. Ơi. Bây giờ có giao đồ ở đây nè, hai ông Tiên ơi, cho con nhận cái này nha. Ơi. Hai ông Tiên. Ơi. Ủa hai ông tên Tiên hết hả? Ờ. Ủa giống là giống cái chữ Tiên thôi mà khác cái tên lót. Ừ. Ủa vậy chứ ông là cái gì Tiên? Suối Tiên. Trời lạ như vậy. Ủa còn ông là cái gì Tiên? Quy Tiên. Vậy là ông này là Quy Tiên. Ừ. Ông này là Suối Tiên. Rồi ông này là đi chơi. Đúng rồi. Ông này đi chết. Ở nào nghe cũng thanh thản ha. Đúng rồi con, đi chơi cũng thanh thản, đi chết cũng thanh thản, chỉ có đi thi là căng thẳng thôi con à.
con căng thẳng con đưa quà để giao cho hai ông nè, ông kiểm hàng rồi đi con. Kiểm hàng. Dạ. Anh hai coi coi hàng đúng không? Ừ. Rồi đúng rồi nè. Đúng rồi. Dạ. Con nè. Dạ gửi tiền cho con. Thôi thôi nè nè, bây giờ rảnh không? Rảnh á, chở chúng tôi tới chỗ sinh nhật cháu tôi luôn đi. Không rảnh. Bây giờ con gấp lắm, em gái con cần tiền mua cái đầm. Nè nói nghe, chở tới đi rồi đưa tiền luôn lượt. Đúng rồi. Thôi mấy ông ơi, con không đi được đâu. Đưa tiền thêm gấp đôi. Ừ, gần lắm. Gần không? Gần. Ở đâu? Nhỏ cháu đã sinh nhật cái chỗ mà tên ông đó, Suối Tiên đó con. Thôi đi gần. Bảy. Ai nói Suối Tiên? Đã sinh nhật ở chỗ tên tôi, Quy Tiên. Đã sinh nhật ở nghỉ địa hả? Cỡ ông là đãi ở 18 tầng địa ngục đó cha. Mày thấy không? Ổng là anh thôi đó. Hai anh em sống nương tựa nhau căn nhà trống à. Mà lúc nào quan hiếp người ta được hết trơn á trời. Trời đất ơi, nó nói nhiều quá. Giá trời cho nó xỉu liền tại chỗ đi. Trời tự nhiên cái trù ta xỉu, mắc gì phải xỉu. Ai? Chết rồi. Chú ơi. Suối. Vậy đi Suối Tiên, đừng có Quy Tiên mà Suối Tiên. Giúp ổng đi. Dạ, chú ơi, chú tỉnh con đang gấp chú ơi. Chú. Trời ơi, ai mới cứu tôi vậy? Con cứu chú đó. Trời ơi, mày để tao. Trời ơi. Chú ơi, trời ơi. Khinh động vô nhà thương. Đi chọn. Mẹ lên chú ơi. Đây. Đẩy lên đây để dây. Đúng rồi. Ê nó nghe. Ông nằm tướng này mà quẹo vô hẻm nhỏ nhỏ đó là cái mình ông cứu hẻm cái đầu cái chân cái đầu hẻm đó. Trời ơi. Cũng biết sửa thế quá ha. Bây giờ con lên con lái đi. Chở ông tới nhà thương giùm đi con. Dạ con lên ngồi chở đi nha. Lên chở hè. Rồi mày che mặt tụi tao luôn. Ủa chứ là sao? Ông ơi chịu khó mỏi lưng xuống nha ông. Chở đi được chưa? Đi con. Đi nha. Lẹ lên đi, ông chết bây giờ. Bình tĩnh. Đưa nó lên. Dừng lại. Ủa bị gì vậy? Tao trúng gió rồi. Tao ơi. Bây giờ tay chân tao cứng đơ. Tao không có ôm ổng được nữa. Mày chịu khó mày xuống mày ôm ổng thì tao đi. Ủa con ôm ổng rồi hay chạy xe? Thì tao... Chảo. Lớn này. Ủa giờ ông vậy ông chạy xe được không? Được có tao ông đua còn được mà. Dạ. Thôi bây giờ đi. Ê, tỉnh dậy, thằng Dương mày nhá. Dương mày dậy. Dương nào. Thằng Dương, mày nhường chuyện mày đi ra đi. Ê, nè thầy ơi. Nó gì? Đừng có giấy nữa. Móc súng bắn nó đi. Bắn mày chết. Mày chết chưa trời ơi, hết nạn rồi. Tụi bay chết hết đi. Đừng có giấy nữa. Đừng có giấy nữa. Anh hai ơi. Anh hai, có sao không anh hai? Anh hai. Cái gì vậy? Xe đây làm đi, nó chạy dừng xuống. Tôi xin lỗi cậu. Cậu ơi, cậu đừng có nóng. Từ, cái gì vậy? Để tôi trả xe lại cho cậu nha cậu. Cứu cháu tôi đàn ơi. Cứu cháu tôi đi. Anh hai ơi. Cứu cháu. Bà An nói nhà nó đợi mình về đó anh hai. Anh hai sinh nhật con An, anh nhớ không? Mình đi về nha. Sinh nhật An. Chú bị gì vậy? Ổng có hai đứa cháu ruột. Cháu trai của ổng nè. Còn nhỏ cháu gái. Nó mất năm 7 tuổi. Tôi nhớ bữa đó. Nhỏ cháu nó đi học. Ba má nó được bận đi làm, không có rước nó được. Mà nhầm ngay sinh nhật nhỏ nữa. Ổng mới đi trước nhỏ. Ổng hứa là rước nó đi học về. Ổng chờ nó đi chơi sinh nhật luôn. Mà mày biết ổng rồi. Ông già mà. Ông đâu có chạy xe nhanh được. Ông vừa chạy tới trường á, nhỏ cháu gái nó chạy ra. Cái xe tải nó chạy tới. Ông ám ảnh chuyện ra tới giờ. Lúc nào cũng nghĩ là tại ông tới trễ mà ông mất nhỏ cháu. Cứ lúc nào ông chợt nhớ ra đó là ông nhớ sinh nhật con nhỏ không à. Cái em đi đặt quà, ông đi gói quà, ông tặng sinh nhật nó. Mà đâu có biết nó ở đâu đúng mà tặng.
cứ đi vòng vòng vậy đó. Ông biết làm gì là ông không có được bình thường chứ, mà phải làm cho ông vui. Tại vì ông là anh ruột của chú mà con. Quà con An hả anh hai? An. Quà, anh có phải quà của con An không? An thích. Cậu ơi, đúng cái đầm này rồi. Chú ơi, sao con giật vào con cái đầm chú? Không được, nó gấp lắm chú. Không được đâu cậu ơi. Không có cái đầm này là không xong với ông đâu. Không chú ơi, em con nó cần cái đầm này gấp lắm. Bây giờ trễ giờ rồi chú ơi. Năn nỉ chú luôn á, mà bây giờ người ta đi rồi con không biết mua cái đầm này đâu chú. Ông trả tiền xe con nãy giờ. Không, con không cần số tiền này đâu. Con cần cái đầm này nè chú. Con cần cái đầm này nè chú ơi. Anh Hai ơi. Anh Hai ơi, đi về anh Hai ơi. Chú ơi, chú ơi, con cần cái đầm này mà chú. Anh năn nỉ giùm em ạ. Chú. Tại sao con khóc? Con cần cái đầm này cho em gái của con lắm. Ông Tiên cho con. Đi trễ. Cảm ơn ông Tiên nhiều lắm. Alo, cho tôi một chú chuột Mickey tới nhà văn hóa, chuột bé Mi thì gấp, lẹ cho tôi nha, một con chuột Mickey nha. Và bây giờ đây, chúng ta cùng nhau trông chờ phần thi của thí sinh đặc biệt, chính là tiếng ở râu. Lời đầu tiên, tiếng Euro xin kính chào quý vị khán giả, quý bậc phụ huynh cùng ban giám khảo thân mến. Tôi là tiếng Euro đến từ International School. Nhà mình nó chợ Bà Chiểu mà. Không, chợ Bà Chiểu là chỗ mẹ bán vàng. Mẹ làm bộ nói cho người ta biết mình bán vàng đó. Nhà thiệt là giàu thưa quý vị. Dạ. Tiếng Euro xin trình bày phần thi của mình. Đây là bức vẽ đầu tiên. Thằng bé này ngồi trên xe hơi là con. Kế bên có ông anh kéo xe ba gác là cử nhân đại học. Cho dù ảnh học giỏi hơn con, nhưng mà điểm xuất phát của ảnh không bao giờ bằng con. Và ý nghĩa sâu xa của bức ảnh này là xe hơi sang hơn xe ba gác. Trời ơi, hay quá. Sầu sắc quá con ơi. Hay quá con ơi. Dạ. Tiếp luôn. Sau đây là bức tranh thứ hai. Ông bà ta có câu: một cây làm chẳng lên non, ba cây chùm lại nên hòn núi cao. Còn đối với con giàu quá mà, tiền bạc con chất thành non, ba cây chùm lại nghèo hơn một mình. Hay quá, hay quá. Con ơi con, mặc dù thơ con có lủng củng nhưng mà hình con vẽ rất là đẹp, vẽ giống như là in vậy đó con. Đẹp quá, chị đẹp như thế người ta mà. Chà, xin mọi người hãy dành cho bé Tiến Aro một tràng pháo tay nữa đi nào. Cảm ơn bé Tiến rất nhiều. Và bây giờ đây, chúng ta còn một phần thi nữa, đó chính là cô bé Khánh My. Mickey ơi, anh hai em không tới hả? Chú Mickey, vậy nếu anh hai em không tới, chú Mickey coi em thi nha. Vậy bây giờ, xin mọi người dành một tràng pháo tay cho bé Khánh My. Con xin chào quý thầy cô, quý vị khán giả và tất cả các bạn học sinh. Con tên là Khánh My. Hôm nay con rất may mắn khi được tham dự cuộc thi vẽ này. Với chủ đề gia đình, con xin giới thiệu về phần thi vẽ của con. Đây là nhà của con. Wow, một căn biệt thự đẹp quá. Chú nhìn là chú biết con giàu ngầm rồi. Con ơi con ở trong đây đúng không? Dạ không, 18 tuổi con mới được ở. Ủa sao kỳ vậy con? Dạ, tại đó là lời nói của anh con. Dạ đó là lời nói dối.
Thầy cô thường nói giỏi là xấu, nhưng anh con không có xấu. Anh con chỉ muốn gieo với con một niềm tin là con không thua kém bất kỳ ai hết. Và con tin vào điều đó, con không thua ai cả. Dù con đang ở trong một căn nhà cấp 4, hằng ngày con chỉ được ăn rau muống, mì gói, nhưng con cảm thấy rất ngon. Tại đó là do anh con nấu. Ba mẹ con mất hồi năm anh con mới 10 tuổi, còn con thì mới có 2 tuổi thôi, nên anh con không có được đi học. Anh con phải đi theo mấy cô chú trong xóm bán vé số, rửa chén, nấu cơm, phụ người ta để kiếm tiền cho con học. Anh con nói với con, bây giờ anh đang làm một công ty điều hành vận tải, nhưng con biết anh con chỉ là một người lái xe ôm. Anh con chỉ có con là người thân, còn bạn của anh hai là nắng mưa, những con đường anh hai run rủi từ sáng cho đến tối. Dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh con chưa bao giờ thất hứa với con. Anh con còn tặng quà cho con và nhờ chút chuột Mickey gửi đến cho con. Dạ. Con ơi con, cho chú hỏi con câu này nha. Dạ. Vậy chú chuột Mickey này là bạn của anh hai con đúng không? Dạ không, chú chuột Mickey này là anh hai của con. Sao biết hết mấy chuyện này? Tại vì em là em ruột của anh mà. Em tự hào về điều đó. Dân thưa quý vị, một lần nữa hãy cho một tràng pháo tay dành cho bài thi của bé Khánh My. Và bây giờ đây, chúng ta cùng hồi hộp để chờ kết quả của chương trình. Và người chiến thắng trong cuộc thi năm nay đó chính là Tiến Ương Rô. Ôi, con trai mẹ giỏi quá, đi vô mẹ tưởng nhá. Anh. Dạ. Bé Tiến thấy có giải vậy hay nhất rồi. Vậy giải nhì, giải ba có giải nào em gái có được không anh? À, chương trình này đặc biệt là không có giải nhì, giải ba nè. Không sao đâu, em không cần giải gì hết. Em chỉ quan trọng là có anh thôi. Mình về đi anh hai. Mình đi. Đi về anh hai. Không được. Anh ơi. Em gái tôi nó dễ đẹp lắm. Bây giờ không có giải nhì với ba, em gái tôi không cần đâu. Giải khuyến khích, giải nhỏ cũng được. Nó phải có giải để nó có động lực mà. Nó dễ đẹp mà anh. Anh à, ở đây tất cả mọi người đều biết rằng bé My có thực lực. Và giải khuyến khích không xứng đáng với bé My. Bởi vì bé My, con đã đoạt được giải đặc biệt từ tất cả mọi người ở đây. Đó là một suất học bổng dành cho bé My từ nay cho đến năm 18 tuổi. Em sai rồi Khánh, cũng Long Tí Hon sai trong cái đêm này rồi. Đối với quan điểm của chị là tụi em quá sai rồi. Dày, làm dày, lỡ cho chung kết rồi làm gì. Chung kết ta có cái hay chung hơn. Chung kết ta có cái hay hơn. Chắc chắn là hay hơn. Chị sao vô tình hay các bạn tự đặt áp lực cho các bạn. Thực sự bài hôm nay tụi em xử lý sân khấu, xử lý không gian từng chỗ một, không chỗ nào bỏ sót. Thậm chí mà hình led tụi em chơi tranh cát. Trời ơi, đối chị lai đậm.
chị nói là dễ chịu sao mặt chị khó chịu dữ vậy? Không phải, hay người, mà làm người ta khó không, chịu luôn à. Chị im lặng cho em nói. Người ta không có biết hay như vậy đâu, hôm qua em đã lén em coi rồi. Tại người ta không có hay như vậy ơi. Không có hay như vậy mà tại sao ngày hôm nay mấy người giấu tôi bữa nào? Ở đây nào? Một cái tiết mục người ta đang được quan nghênh, người ta dễ thương, người ta hồn nhiên trong sáng. Tôi không muốn sự cãi lộn, nếu cãi lộn đi ra. Hay quá thiệt trình luôn á, anh Tiên là cố vấn đội này. Em cảm động lắm, em trộn anh Tiên, anh cho hết tất cả mọi ý tưởng bên đội của em rồi. Mà em cứ nghĩ là anh Tiên dồn hết cho em, em là anh Tiên hết phép rồi. Em nghĩ sắc mà, em nghĩ sắc diện của em để cho Tiên đưa hết phép cho em. Anh Tiên hết phép rồi, ai còn phép còn đây còn quá trời luôn. Không. Mà cho mày đậm mơ bên em luôn. Đã nói là Tiên thì làm sao hết phép được. Đúng rồi. Một tràng pháo tay dành cho tổng đạo diễn Diệp Tiên. Nhóm tụi bạn rất giỏi là sao, dẫn dắt cảm xúc, đẩy vô bi một cái quay qua bằng Nga khóc. Qua khóc, chị ngồi đi chị Nga. Chị nói đi. Mà khóc mà đẹp lắm may em ơi. Quá. Khóc là nước may mắt màu quá. Trắng mà cái áo thì màu xanh đưa lên chị. Thật ra là cái thùng rền mà chị bận là lau nước mắt đó. Em ơi, chị là cái thùng rền mà cái lưới bắt cá em ơi. Trời, chị biết thế nào cũng có bi hài nên chị sửa soạn hết. Chị nói thiết kế design may cho chị một cái đầm dạ hội, làm sao mà có một cái khăn để chị chậm nước mắt. Nãy giờ chị lo, chị hoang mang lắm. Chị nói chết rồi, hai tiểu phẩm rồi, chưa có tiểu phẩm nào để tôi chậm nước mắt, thì đến tiểu phẩm thứ ba tao nói khóc khóc chan hòa. Khủng long tí hon, trời ơi. Các bạn quá may mắn khi là có những cái bạn diễn quá duyên dáng luôn. Mỗi vai xuất hiện đều gây ấn tượng. Vở kịch của các bạn á, tả thực được một cái cuộc sống rất là đời. Mà Nga khóc ở đây là Nga cảm nhận rất là nhiều là cái đoạn cái cô bé, cô rất là thích vẽ. Tại vì thực sự con gái Nga cũng rất là thích vẽ. Con vừa đẹp mà con lại vừa diễn hay, mà con diễn rất là thật. Con diễn tới đâu, cô ngồi cô khóc tới đó. Và thật sự cô cũng rất là nhớ con gái cô nữa. Cái vở kịch của các bạn quá trọn vẹn, quá đầy đủ. Mảng miếng hài cũng rất là chặt. Thì cái cười muốn bò ra luôn cái sàn này luôn á. Nếu mà có một cái điểm nào đó cao hơn điểm 10 thì chắc chị sẽ cho hơn cái điểm 10 đó. Tại vì rất là hay. Các bạn hãy cổ vũ cho các bạn nha. Xin cảm ơn Trang Khải Thúy Nga rất nhiều ạ. Hình như là chỉ có vòng đầu tiên là tụi em không tốt thôi. Từ vòng 2 đổ đi là tất cả các vòng tụi em đều tốt hết. Cái đội tụi em được cái là nó rất là vui nhộn, rất là hoạt hình. Tại vì cái tạo hình tụi em rất là tốt, nó bắt mắt lắm. Cái kịch bản lúc nào nó cũng có tính nhân văn rất là cao, hướng người ta đến chân thiện mỹ. Thì đây là một cái vở kịch rất là hay. Chúc mừng em là bé Khánh Như, con diễn rất là hay, con diễn rất là tốt. Anh chỉ nhắc nhẹ thôi là Trần Giang muốn diễn kỹ lưỡng cái đầu lại, nhưng mà cái đó là bỏ qua không sao. Ngày hôm nay thì em nghĩ là nhóm Khủng Long Tí Hon đã đem đến một niềm vui rất lớn cho anh Tiên ngày hôm nay rồi. Và em thì em cảm thấy ghét cái nhóm này lắm. Mấy tập gần đây tập nào cũng vậy, làm em cười mà em cười suốt luôn á. Không rồi, tới cuối á lúc nào cũng khóc mà khóc tàn phai nhan sắc, khóc mà trôi hết son phấn luôn. Ôi xạo, đâu có khóc nhưng mà phấn em nó đánh tới 8 lớp nào đâu. Trời ơi. Chúng ta quay lại và chúng ta hãy cùng lắng nghe những nhận xét đến từ giám khảo Kiều Anh. Dạ đúng rồi. Đối với chị góp ý, tụi em nó dư thừa rồi. Dư với cái khả năng tụi em, dư với cái tài diễn xuất của em, dư với sự đầu tư nghiêm túc lao động miệt mài là đội bóng của mình. Giống như trận vừa rồi thắng một cách oanh liệt, thắng một cách chiến đấu hết mình. Coi như là tôi không còn là tôi nữa, mà tôi vì màu cờ sắc áo, vì dân tộc. Thì các em hôm nay mặc dù không lớn lao như vậy, nhưng các em là đại diện cho những người nghệ sĩ trẻ tuổi có tài, có tâm, có đức và chơi hết mình vì nghệ thuật. Điều đó là cái điều chị cúi đầu ngưỡng mộ. Trên tay của Khả Như và anh Tú là kết quả tổng các đêm của các đội. Như sẽ công bố số điểm của chủ đề anh em ngày hôm nay. Có hai đội với số điểm bằng nhau là số điểm tuyệt đối 20. Xin chúc mừng nhóm Khủng Long Tí Hon với tiết mục Mặt Trời Của Em. Và nhóm còn lại, xin chúc mừng nhóm Kỳ Tài, 5 anh em trên chiếc xe tăng. Và nhóm còn lại với số điểm đó là 19 điểm. Số điểm vẫn có thể thay đổi vì trên tay anh Tú đang cầm tổng số điểm của các đêm. Và nhóm có số điểm cao nhất là nhóm sẽ được bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng với số điểm tổng kết 59,25. Xin chúc mừng cho nhóm Kỳ Tài. Như vậy nhóm Kỳ Tài đã cầm chắc tấm vé vào đêm chung kết xếp hạng. Và chúng ta còn lại hai nhóm Khủng Long Tí Hon và Hai Men Những Chàng Trai với tổng số điểm trên nhau chỉ 0,25. Và anh Tú xin được chúc mừng nhóm
khủng long tí hon. Như vậy đêm chung kết xếp hạng sẽ được diễn ra với phần thi đấu của hai nhóm khủng long tí hon và kỳ tài. Và xin chia buồn với hai men những chàng trai đã dừng lại ở chủ đề hôm nay. Chương trình Cười Xuyên Việt Tiếng Lâm Hội 2017 do đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store. Khán giả tại Hà Nội đều có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV Cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV Cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh. Chia tay nhóm Hey Man ở tập thi gây cấn, xin chúc mừng hai nhóm bước vào đêm chung kết xếp hạng. Nhóm Kỳ Tài cùng những cá tính nổi bật của Cười Xuyên Việt mùa giải đầu tiên với nhiều sở trường đặc biệt. Nhóm Khủng Long Tí Hon sở hữu những gương mặt độc đáo cùng nét diễn dễ thương và nội dung sâu sắc. Thể loại náo kịch hay một nội dung nhân văn sâu sắc sẽ lên ngôi tại Cười Xuyên Việt Tiếng Lâm Hội mùa giải thứ hai. Đón xem đêm chung kết xếp hạng Cười Xuyên Việt Tiếng Lâm Hội mùa giải thứ hai được truyền hình trực tiếp lúc 20:45 thứ sáu ngày 2/3/2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 11:45 trưa thứ bảy ngày 3/3/2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Cười sảng khoái cùng Cười Xuyên Việt Tiếng Lâm Hội.